Tiền Giang đã mở 28 vòi nước công cộng miễn phí tại các huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông để phục vụ miễn phí cho người dân chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Dự kiến là tỉnh sẽ mở thêm khoảng 50 vòi nước nữa, tùy theo tình hình thực tế. Với những vòi nước miễn phí này thì hộ dân các xã vùng sâu, ngoài đê, ven cửa sông, ven biển, các hộ chưa có nước có thể đến lấy nước thay vì phải mua hoặc đổi nước ngọt với giá đắt đỏ như trước. Thời gian thực hiện đến giữa tháng 5 năm nay khi mà mùa khô hạn dự kiến là sẽ kết thúc. Đây là một trong các giải pháp được Tiền Giang đưa ra để đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt đầy đủ cho người dân.